Thưa ông, như vậy thì cái việc mà cái phi thuyền thường Nga 4 của Trung Quốc đáp xuống khoảng sáng của mặt trăng đó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng Trung Quốc vượt Mỹ đấy chứ. Tôi nghĩ là họ đó là một cái nỗ lực, mình dùng cái chữ cho nó cũng dễ hiểu, nó phi thường của họ đấy, về mặt kỹ thuật. Nó có một cái điều nó như thế này, đó là năm 2011 thì Hoa Kỳ đó là đã Quốc hội Hoa Kỳ đã có một cái dự luật là cấm không có cho các cái cơ quan của Hoa Kỳ, đặc biệt là cơ quan hàng không và không gian của Hoa Kỳ cộng tác với lại Trung Cộng. Cấm. Thế và cái thứ nhì nữa là nếu mà muốn nó đã có chuyện cộng tác đó thì phải có tham khảo ý kiến của Quốc hội và các cái cơ quan mà phụ trách về an ninh của Hoa Kỳ nữa. Vì vậy đó là Trung Cộng biết rằng là mình phải một mình đi kiếm lấy chuyện đó. Cái việc vấn đề thứ hai nữa đó là tôi lại nhớ đến Vũ Hoàng Chương. Tại sao đang nghe, phi thuyền mà lại nhớ tới nhà thơ Vũ Hoàng Ồ, Vũ Hoàng Chương? Chương có làm một bài thơ như thế này, thưa quý vị, thưa ông Thái. Từ mấy nghìn thu đối mặt trăng, thi nhân ngắm mãi chán cô hằng, sao cô chẳng chịu xoay lưng lại, thua vẻ thon mềm gái sở trăng, tức là mặt trăng Có cái khoảng quay sáng. trên đảo đó. Và luôn luôn là chúng ta chỉ nhìn thấy một cái mặt không thôi, và cái mặt bên kia là cái mặt khuất, nó không phải là mặt tối. Tại vì nếu mà thực tế ra đó là vẫn có ánh mặt trời nó chiếu vào và nó còn sáng hơn cái mặt bên này nữa. Thế nhưng mà là tại vì cái khuất khuất đối với lại người Quả của đất của chúng mình. ta. Thế thì khi mà làm một cái phi thuyền mà gọi là không người đó, lấy tên là Thường Nga 4, thì họ phải phóng trước một cái vệ tinh đi quay trong cái quỹ đạo của mặt trăng, đặng để cái vệ tinh đó đó là mới giúp cho cái phi thuyền hoặc là những cái gọi là các cái cơ quan gọi là không gian của Trung Quốc hay Trung Cộng đó đó liên lạc được với lại cái đó, thì nó lâu la hơn, nó khó hơn, là tại vì ở nếu mà mình bị ở đi vào cái phi thuyền mà đi vào bóng khuất của mặt trăng đó đó thì không có liên lạc được với lại địa cầu của chúng ta, Không có thành ra signal. phải có một cái vệ tinh trung gian ở giữa để nó truyền lại thông tin các thứ, và cuối cùng sau thì họ là hạ cánh cái vệ tinh đó, cái phi thuyền đó vào. Xin hỏi ông cái này không biết là đúng không? Nó có cái hình mà chụp đó cho thấy rằng nó có những cái mặt lồi lõm của một cái khoảng trong cái khoảng khuất của mặt Đúng, trăng. hoặc đúng Cái đó có rồi. phải là fake picture hay là thật? Chắc là thật Tôi chứ nghĩ không? rằng là không không nói là Không phải. tại vì cái đó đó là các cái nước khác đó đó là họ cũng đương nhiên họ theo Kiểm dõi, chứng họ được. cũng kiểm chứng được. Với cái thứ hai nữa là trong cái dự án này của Trung Cộng đó đó thì Hoa Kỳ là không có được cộng tác, nhưng mà Hà Lan và Đức có cộng tác với Trung Cộng, có giúp Trung Cộng trong cái chuyện đó, thành thử ra đó là những quốc gia đó hay là giới khoa học ở trong một số những cái trung tâm nghiên cứu gì của họ đó, thì họ cũng biết mà cũng theo dõi, thành ra không, tôi không nghĩ là nó là fake. Thưa ông, chúng ta có thể tạm khép cái thường Nga 4 lại, bởi vì chúng ta sẽ theo dõi thì xem cái bước tiến này của Trung Cộng nó có thúc đẩy các khoa học gia Mỹ như cái thời năm 1957 giữa Liên Xô với Hoa Kỳ hay không. Chúng ta sẽ nói đến Vâng. cái đó. Mở đầu chương trình thì ông có nói một cái chữ mà tôi rất chú ý, ông bảo là Tập Cận Bình tập trung quyền lực tuyệt đối. Như vậy thì hẳn là ông muốn giải ảo với nhân vật này. Mà để đúng rồi, nhưng mà để dẫn Trung Quốc đã đi đâu, tương lai của Trung Cộng nó ra làm sao, thì tôi nghĩ là chúng ta có thể rằng là chúng ta sẽ đề cập Xin mời ông bắt đầu. nhưng mà bắt đầu đây tôi cho rằng là Trung Cộng đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đang có vấn đề nội bộ của họ ở bên trong, và đó là nguyên do lý do tại sao mà chúng ta phải có một cái chương trình giải ảo, là tại vì chúng ta phải đọc mà phải suy diễn cái nó có một cái gì nó bất thường nó xảy ra, nó tức là đảng này vẫn có một cái hội nghị của ban chấp hành trung ương gồm có gần 380 trung ương ủy viên và dự khuyết đó, trong mấy ngày mà để thảo luận về chuyện này chuyện kia. Thế thì vừa rồi đó đó là trong mấy lần mỗi một tháng đó bộ chính trị 25 người đó đó cầm đầu đó, họp một lần, không bao giờ nói đến cái hội nghị của ban chấp hành trung ương sắp tới hết, đặng để nói đến cái chuyện gì đó là sẽ thực hiện trong năm 2019 này, không có cái hội nghị này nữa. Ngược lại đó thì Đó khác thường, nó đó là có. một cái chuyện khác thường. Chúng ta nhớ rằng là 40 năm về trước đó nó có một cái ban chấp hành trung ương của khóa 11 đã có cái hội nghị kỳ 3 đề ra cái chiến lược gọi là cải cách và khai phóng của Đặng Tiểu Bình.
lần này đó là người ta đợi đến cái ban chấp hành trung ương có cái hội nghị kỳ 4 vào cái mùa thu, tức là tháng 10, tháng 11, cùng lắm là tháng 12 vừa rồi đó, đó là để có cái đó, không thể có. Thì trong khi đó thì nó lại có một cái hội nghị trung ương về kinh tế đã có họp 2 ngày để nói về cái đường lối kinh tế trong tương lai. Thế hội nghị trung ương kinh tế nó là cái cơ chế tập trung trong tay Tập Cận Bình, và không có, sở dĩ không có cái hội nghị của ban chấp hành trung ương là nó rộng lớn hơn, đó là tại vì có thể rằng là trong ban chấp hành trung ương nó đã có nhiều người không đồng ý với Tập Cận Bình. Đó là cái lý do mà chúng ta nên mình có thấy được những dấu hiệu đó không? Có thấy những cái dấu hiệu đó chứ. Thí dụ nơi này nơi kia đó là đã có những cái người lên tiếng. Trong một cái kỳ trước chúng ta nói đến cái chuyện gọi là con trai của Đặng Tiểu Bình là Đặng Pháp Phong, đó là đã phê bình cái chuyện đó. Ngoài ba giới kinh tế gia mà ở trong đảng và trong những cái đại học lớn của Bắc Kinh đó là cũng nêu ra những cái vấn đề đó. Thế và người ta cũng thấy rằng là một số những cái biện pháp mà Tập Cận Bình đã tuyên bố cái hôm mà kỷ niệm 40 năm cải cách của Đặng Tiểu Bình, và cái hôm mùng 1 gọi là đầu năm chúc Tết đồng bào các thứ gì đó, là nói đến cái tình hình nó là nó cực kỳ khó khăn. Nhưng có xác nhận điều đó. Có xác nhận điều đó. Thế nhưng mà không nói đến những cái giải pháp, và nói cái giải pháp một cái cách là nó rất là mông lung, nó mơ hồ không thôi. Thì tức là đáng nhẽ ra nếu mà tình hình nó quả thật nó khó khăn như vậy đó, thì đảng nhất là tập trung quyền lực trong tay Tập Cận Bình thì phải đưa ra một số đường lối, chứ cả họ đưa ra những cái chuyện nó vạch vãnh, nó không đáng kể. Đấy, cái đó tôi nghĩ là nó làm chuyện mà chúng ta phải để ý. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin phép được cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa dẻo cái đoạn này, là bởi vì thú thật là khi nghe cái tin mà Đặng Tiểu Bình đọc một cái bài diễn văn kéo dài gần một tiếng rưỡi đồng hồ, Tập Cận Bình mà Tập Cận Bình mà trong đó mà hùng hồ nói rằng sẽ thống nhất Đài Loan kể cả bằng mọi giá vân vân, thì tôi nghĩ rằng Tập Cận Bình đang phải nắm một cái thế mạnh lắm, giữ được cái cương kỳ của cái đảng nội bộ của họ. Đúng. Thế nhưng mà như vậy thì chúng tôi mình mới phải suy nghĩ ngược trở lại, đó là chính là không giải quyết được những cái bế tắc khó khăn ở bên trong, những cái biện pháp chuyên môn về kinh tế chẳng hạn, kích thích hay là cải cách chẳng hạn, không giải quyết được những cái mâu thuẫn đó, đó. Thì bây giờ đó là phải xoa dịu tự ái và đưa lên một cái hình ảnh hùng vĩ, tôi gọi là vĩ cuồng của Trung Cộng. Và tôi bảo rằng là nếu mà Tập Cận Bình mà lãnh đạo mà theo cái kiểu vĩ cuồng như vậy đó, thì tương lai Trung Quốc đó nó không có sáng, và không thể nào Trung Quốc đứng là lãnh đạo thế giới như là nhiều người vẫn suy luận một cái cách ngớ ngẩn, hoặc là có dụng ý là vì làm ăn với lại Trung Cộng. Thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ trở lại ngay với Nguyễn Xuân Nghĩa sau ít phút thông tin thương mại.